Mọi người ơi, hôm nay đi bé có lực lượng hùng hậu lắm nha, bé hạnh phúc. Bé Channel. Với tên gì? Lương Hữu Quế. Lương Hữu Quế. Quế. Trời ơi, bé mới mà vui vẻ dễ thương quá vậy. Anh với bé bao nhiêu năm rồi? 38 năm. 38 năm rồi, cái xe nó già hơn con nữa. Con nói nghe nè, hôm nay tụi con qua để đi bé với bé xinh xinh thôi chút xíu nha. Bây giờ ta với tin tưởng vô cái tài năng của tụi con. Mà nói nghe nè, số đẹp gì cũng xài thì con vui nghe. Chịu không? Nếu máu nảm về làm. Dạ, làm gì làm. Hỏi tấm tiền nhà được rồi. Đây mọi người chắc cũng quay mặt đúng không? Nhìn tất tăng tăng. À dê, lấy coi cái chiêu hài hệ với chị cái chùm mà ở chảy chùm. Cái hồi là nhờ Nhi rất là nhiều. Đây, em là em không tự tin về cái mảng viết chữ của em, nhưng em tự tin là em viết được nhất trong những người ở đây. Bữa nay mình sẽ phân công công việc cho các bạn trên channel để hỗ trợ cho mình nha. Giỏi về review công nghệ, review ăn uống thôi, nhưng mà không nha. Đây, khéo tay cực kỳ. Tôi ngay cả len lóc nhách rồi tôi hết luôn. Mình không vẽ được tiếng Hoa cho nên nhờ Nhi vẽ. Trông cậy hết rồi Nhi. Quá tôi hạnh phúc không? Cái này là đưa đến vẻ hạnh phúc.